Năm 2019, thôn Xuống Tròng, xã Đồng Lương được đầu tư xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp hộ dân tham gia mô hình thay đổi nhận thức, tư duy trong sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Vụ đông năm nay tuy đã hết chương trình hỗ trợ về giống, phân bón như thời điểm tham gia mô hình sản xuất rau an toàn, nhưng gia đình chị Phạm Thị Thuận ở thôn Xuống Tròng cũng đã đầu tư trồng gần 2 sào cây rau màu vụ đông. Là một trong 15 hộ dân được tham gia mô hình trồng rau an toàn năm 2019, chị Thuận đã có thêm kiến thức, kỹ thuật trong canh tác rau màu. Kể từ khi làm đất, chọn giống, xuống giống, cho đến các công đoạn chăm bón, thu hái sau. Chị Thuận cho biết, thấy được hiệu quả trồng rau màu vụ đông năm 2019 đem lại hiệu quả, nên năm nay gia đình chị quyết định trồng sớm các loại cây rau màu có giá trị dễ tiêu thụ. Nhà tôi bắt đầu trồng rau màu vụ đông được 2 năm. Năm ngoái gia đình tôi tham gia mô hình thấy hiệu quả, nên năm nay gia đình tôi đầu tư thêm trồng sớm hơn một số cây rau màu có giá trị như hành, đậu cu ve, rau cải, xà lách, rau mùi và một số cây rau màu khác. Tôi dự định sang năm sẽ mở rộng thêm diện tích trồng rau màu, nhất là cây hành. Theo chị Thuận trao đổi, vụ đông năm nay không chỉ gia đình chị mà các hộ dân khác tham gia mô hình trồng rau an toàn năm 2019 đều tiếp tục đầu tư trồng rau màu vụ đông. Nhiều hộ dân trước kia không tham gia mô hình nhưng năm nay vẫn đầu tư trồng cây rau màu vụ đông, không chỉ cung cấp nguồn rau xanh trong sinh hoạt hàng ngày mà còn tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống, thoát được nghèo. Qua tìm hiểu cách canh tác của gia đình chị Phạm Thị Thuận và những hộ dân khác tại thôn Xuống Tròng, xã Đồng Lương được biết, bà con đều chú ý đến kỹ thuật chăm bón, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, các loại hóa chất độc hại trong sản xuất nông nghiệp để đảm bảo nguồn rau sạch được người tiêu dùng ưa chuộng. Có thể nói kết quả đạt được sau khi xây dựng mô hình trồng rau sạch tại thôn Xuống Tròng, xã Đồng Lương không chỉ đạt được về kinh tế sau một vụ trồng rau mà còn mang lại ý nghĩa thiết thực, đó là thay đổi tập quán sản xuất của bà con nhân dân tại địa phương. Đây là tiền đề để xã Đồng Lương tiếp tục nghiên cứu các mô hình khác phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giúp giảm nghèo bền vững.